là ngày tân gia. Ờ. Mừng Phương có thêm một cái nhà. Ờ. Hết rồi đó. Mà đang mắc cười quá. Mắc cười quá. Trời ơi. Trời ơi Bình ơi. Trời ơi Bình ơi. Trời ơi không ngờ luôn á. Sao? Trời ơi không ngờ là mình vô duyên bà cố luôn á. Trời ơi sao làm thơ đoán dữ vậy. Tôi không có ưa con này. Nó nhân duyên tôi mà nó hại tôi mà. Tôi không có nó ưa. Nó đoán. Bây giờ thì thơ. Bây giờ nè. Gia với nhà thì nó dần với nhau. Mày muốn cái gì nữa? Mày muốn cái gì? Thì phải dài dài đó chứ. Dài làm sao? Ví dụ như là gì? Mừng gì? Tân gia nè, mừng tân gia rồi có cái nhà. Mừng tân gia được cái nhà. Rồi tiếp theo là mua tặng Phương cái ca. Cái đó mới là bà nội cái vô duyên. Ơi nhưng mà nói chung á là bây giờ là thơ là xưa rồi. Bây giờ mình đọc ráp. Trời ơi tôi muốn chết. Tao coi chứ sao mà đọc ráp. Ráp hả? Hay tí đi. Được không? Giờ con này đọc ráp đi, ai làm nhạc đi? Ừ đúng rồi, ai làm nhạc đi? Tôi biết. Em với anh làm beatboxer. À. Dạ dạ. Dạ, dạ. Được không, được không? Được, được chị, tao em có học mà. Rồi xuống. Rồi xuống. Đứng lại, anh mới lấy hơi được. Chuẩn bị nha. Trời ơi. Cái giọng nó nhảy ghê ta. Rồi, được. Khoan, 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 khoan. Đấy chưa đọc rap mà hai người kia làm quá quá à. Có nhạc xuống mà. Trời ơi, chưa có đạo. Nói mày nghe nè. Tụi bay làm nhạc làm ơn cho ca sĩ nó chừa đường nó chọt cái miệng vô để nó hát. Mày chà banh cái đĩa rồi nó hát cái gì từ từ thôi. Rồi, rồi, rồi. Ok, ok, ok. Anh vừa trống nè. Vừa trống nè. Chú nhảy rồi đó. Chú 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 chú. Còn cái câu nào khác ngoài câu xin chúc mừng không? Oh, em chưa đọc xong. Yeah. Oh yeah yeah. Trời ơi miệng chứ gì. Trời ơi vô duyên bà. Bình tĩnh. Thôi đi bà, nữ tính có lại. Sao vậy? Không được làm vậy. Làm cái gì vui đi. Vui. Thôi bây giờ có ai ý kiến gì nữa không? Có ai có phát biểu gì nữa không? Em đi, em đi. Rồi, nghe này nói nè. Nói em. Em muốn nói là nhà đẹp quá. Thôi em im luôn em ơi, ngồi xuống luôn đi. Nói gì mày không nói hay hơn là nói đi. Tôi nói đúng rồi, nãy giờ không có nói nè. Quân nãy giờ chưa nói nè. Nói đi. Tôi chúc mừng. Tôi nói giống này. Rồi thôi hai người im luôn đi ha. Dạ có chứ phòng cưng. Có cho cái phòng riêng hay nó nhậu riêng, đừng cho nó chung tụi mình, nó mới hợp gu tụi mình. Thôi bây giờ vậy đi. Thôi bây giờ như vậy đi. Bây giờ á quan trọng mới là cái gì? Quan trọng là mình phải cảm ơn người nào đã mang cho mình cái bữa tiệc ngày hôm nay. Đúng rồi. Thôi bỏ qua cái phần này đi. Hai cái con này đừng có nó bị hiểu không? Nó bị lố. Đó. Lố. Đến tìm cái từ đó mà tìm bóng ra đó. Hiểu không? Bỏ qua phần này đi. Từ từ. Không phải, mình phải cảm ơn bởi vì có người ta mình mới có cái tiệc này mình ăn. Thôi. Thôi có gì đâu mà. Cái gì? Đâu gì đâu phải cảm ơn. Gì ba đâu cảm ơn ba đâu ba. Cha này bị quan tưởng. Ủa? Bị quan tưởng. Chú nghĩ sao vậy? Nghĩ sao tôi cảm ơn bà với bà? Cảm ơn ai? Cảm ơn ai? Cảm ơn ai Bình? Cái người tôi định cảm ơn đã mang một người đến buổi tiệc ngày hôm nay. Đó là tôi. Hả? Chính tôi đã gọi điện thoại cho từng người tới ăn tiệc đó. Nhưng mà Khoan gọi điện thoại mà lấy mấy em. Cảm ơn nhỏ này luôn. Quan trọng là phải cảm ơn Phương. Nhờ Phương đẹp thằng này nó mua nhà mà có tiệc tân gia mà ăn. Đúng rồi. Ăn tiệc cũ gia. Khoan nhưng mà cũng đẹp sao không có nhà? Thích nhà hả? Thích nhà nào? Thích cận Phú Mỹ Hưng. Đồng ý mai đốt đưa đưa bánh mì. Vô duyên. Được rồi, ăn đi ăn đi. Đúng, mọi người ăn đi. Ăn đi. Khoan Thiện. Từ Thiện. Tâm ăn đi. Cái thằng ăn đi. Thiệt hả? Nó nghe nè. Chồng mình chết đói mấy chục năm nó vậy, nó kệ đó. Bài thôi, nhưng mà ăn mình gọn gọn vô. Chứ không thôi bài ra không ai dọn đâu á. Cứ yên chí đi, tụi con đang vui mà. Cứ bài ra đi rồi tắm dẹp cho. Thôi, tắm để cho Thiện nó dẹp. Thương đó quá. Tắm nhỏ. Tắm, nó tắm rồi. Thấy đông người quá nên nó trốn trong phòng rồi con. Chút nữa tắm lo cho nó ăn sao. Ngon. Dạ dạ. Thôi mọi người qua ăn đi. Ăn đi. Mọi người qua đây ăn đi. Trời ơi, quý làm gì? Cái gì vậy Thiện? Kỳ quá. Ăn đây, ăn đây. Trời ơi. Chả này mua món ngon. Mời chị Nam Phương ra nhận quà. Hả? Ủa? Quà của em kìa. Dạ. Dạ, mời chị cứ giùm em một cái.
Cảm ơn anh. Dạ cảm ơn chị. Thiện, bỏ này xuống đi Thiện. Dạ. Coi nè, ai gửi quà vậy? Ý, giúp phương có quà kìa. Nhớ. Coi coi ai gửi. Kiếm coi có để danh thiếp lại không? Không có. Không có hả? Coi 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 chừng có em gửi mà em quên á. Dạ thôi em đi em ngồi xuống đi em. Dạ. À, vậy. Coi chừng cuốn này gửi mà quên đó. Trời ơi, cũng y chang à. Từ đây đến cuối tiệc. Ăn, cấm nói. Vậy giờ sao đây? Mở ra đi, mở ra đi. Ê tôi mở cho. Để Câu quà vô phép vô tắc. Mấy người này rất là rần rần ha. Cái quà này á, là người ta tặng cho chủ nhà. Đúng không? Đúng rồi. Cái nhà này nhà của ai? Phương. Nhà của chủ nhà đó. Vậy là em mở. Chưa. Để anh nói. Tặng là tặng cho chủ nhà đúng không? Thì đương nhiên á là phải nhờ bạn thân của chủ nhà mở rồi. Đó là ai? Là tôi. Vậy kỳ vậy. Nó nghe mình nè. Mở nha. Bình không có được đẹp. Ở đây bình không đẹp bằng Phương. Để Phương mở đi. Nói thiệt á, con này nó nhân viên tôi mà tôi không hợp với nó. Nó không hợp sao mướn tôi chi vậy? Nó hại tôi hoài nha. Thôi mà hơi mệt quá, mệt quá. Thôi mở lẹ đi, mở lẹ đi. Cái gì mệt quá. Mở đi. Em mở Phương em coi cái gì vậy Phương? Chắc các con cúp bế chổng ha. Ra coi, để người ta mở quà coi. Từ từ, dịnh nha. Từ từ, lột lóc bên ngoài ra đã. Ờ khoan. Nhẹ to, có chân đồ dễ vỡ. Cái gì mà nôn nóng trời như ơi. Vậy? Lát nữa. Bên này nè, bên này. Từ từ. Bình tĩnh, từ từ. Trời ơi, người ta tặng cái bộ ly dịch nè. Từ từ. Đây nè. Đây nè. Rồi. Để không chậm. Mở ra cái đã. Trời từ từ để tôi mở ra nó. Trời ơi cái gì nè. Mở nữa. Bên này nữa. Bên này nữa. Bên này nữa. Coi gì nè. Coi cái gì. Phương, em có sao không Phương? Phương, nhìn anh là Phương. Phương ơi, em có sao không? Hả? Em có sao không? Thảo Bình đâu rồi? Thảo Bình à. Thảo Bình không sao. Cái gì trống vậy? Cái gì trống vậy? Tránh nó ra đi. Bỏ nó ra đi. Có sao không vậy? Em xin lỗi. Em không biết nó là cái gì hết. Mình mới trải qua hai chuyện người... gì vậy Bình? Có sao không? Hai người có sao không vậy? Hả? Nó rung động vậy. Còn sống. Sợ quá. Điều tra của Nguyễn cái nào tặng quà qua nhà nó cầu mặt bà nội cha nó. Cái mặt của tao sáng giờ. Trời ơi tao không dám làm cái gì. Tao sợ nó bị sần sùi lên mụn. Nó chơi một cái palm vô trong mặt tôi. Trời ơi chưa Tết mà nó đốt pháo rồi. Qua cào nhà nó đi. Tôi biết lại rồi. Cái mặt của Bình thì nghe tiêu cái mặt em luôn. Anh à rồi. Anh alo, em nghe nè anh Bảo. Tại sao em làm vậy? Em có làm gì anh đâu. Em đừng có giả bộ. Làm sao? Em có làm cái gì đâu. Em gửi bơm thư tới tân gia nhà Phương đúng không? Em làm hồi nào, anh có bằng chứng không? Nè em đừng có chối nha. Không phải em chứ là ai. Sao cái gì, anh cũng đổ cho em hết vậy? Chuyện không có mà nói là vu khống đó. Lần này anh không có bằng chứng, cho nên không nói gì được em. Nhưng anh cảnh cáo em nha. Đừng có làm gì dại dột. Nếu em còn đụng tới chị em nhà Phương, đừng có trách anh nha. Vừa phải thôi nha, sao cái gì anh cũng nói em hết vậy? Để rồi xem. Em sẽ làm cho anh thấy. Không chỉ có trò này thôi đâu. Ông Hoàng gọi đó, anh nghe đi. Dạ em nghe sếp. Xin lỗi vì tôi gọi trễ. Dạ không có gì sếp, sếp cứ nói. Nhiều chuyện xảy ra lắm. Tôi muốn liên lạc với cậu mà không tài nào liên lạc được. Cậu đi nước ngoài thì cậu đi, nhưng mà cậu phải để chế độ chuyển dùng quốc tế chứ. Nhiều khi có việc cần gấp tôi không tài nào liên lạc được với cậu. Dạ em xin lỗi sếp. Tại vì em phải tuân lệnh bà xã của em chứ. Cho nên là em không có để roaming. Vụ kia giải quyết sao rồi? Dạ thì thôi để mai bàn tiếp đi ha sếp ha. Dạ em đang bận nha. Nhưng mà cậu phải hứa là cậu giúp tôi giải quyết nhanh gọn cái vụ này nghe chưa? Rồi em biết rồi. Có chuyện gì gấp vậy anh? Không có gì đâu em. Đi ngủ đi. Đêm này là của tụi mình đó. Cái thằng này nó định giở trò gì đây? Nó về tới Sài Gòn rồi mà vẫn còn diễn kịch. Ủa sao em không ngủ đi? Khó ngủ phải không? Để anh massage nha. Thôi
Thôi khỏi đi. Có chuyện gì anh nói cho em nghe đi. Có gì đâu. Đừng có giấu em mà. Chẳng phải anh nói tụi mình là vợ chồng, tuy hai mà một sao? Thì đúng rồi, tụi mình là vợ chồng. Tại vì cái chuyện này anh nói ra sợ làm em bận lòng đó. Không có gì quan trọng đâu. Nếu anh không nói em không có ngủ đâu. Thật ra là cái chuyện ông Hoàng, ông muốn mua cổ phần của em, nhưng mà anh nói là Mỹ Lệ không có bán đâu. Tại vì lúc trước anh có nói với em mà em từ chối đó, nhớ không? Mà ổng cứ không có chịu nghe, ổng cứ năn nỉ chèo kéo, ổng nói hoài à. Anh nhức đầu lắm. Vậy thôi anh bán đi. Thôi em không thích sao mà bán được. Kệ đi. Thôi anh cứ bán đi. Của em cũng như là của anh mà. Bây giờ em chỉ cần vợ chồng mình an nhàn bên nhau thôi à. Thật ra cái chuyện này nó cũng không có quan trọng bằng cái chuyện mấy bữa trước tụi bạn anh nó rủ anh một cái kèo này rất là ngon ăn, đầu tư vô bất động sản. Mà kẹt quá, anh đang kẹt không có xoay được tiền, cho nên là không có làm được, thấy cũng tiếc ghê. Anh, vậy thôi bây giờ em sẽ bán hết cổ phần của mình, rồi bỏ tiền vô tài khoản của anh. Rồi sau đó anh muốn đầu tư cái gì thì đầu tư ha. Được không? Làm như vậy người đời chê trách anh chết luôn á. Đàn ông mà đi giống như là... Nè, không có nói vậy nha. Bây giờ anh mà nói vậy á, em giận anh luôn á. Vậy là em không có nghĩ gì hả? Phải không? Không bao giờ em nghĩ gì hết á. Em chỉ nghĩ đến anh thôi. Ngoài anh ra em không cần bất cứ điều gì hết, anh hiểu không? Tuy hai mà một phải không? Tuy một mà hai phải không? Biết đâu sau này em còn sanh con cho anh nữa thì sao? Đúng không? Ê, cái này cũng đẹp nữa. Đẹp cái kia luôn. Ủa, hai đứa chưa ngủ nữa hả? Chưa ngủ đâu. Chơi đi, chơi. Trời ơi. Ủa, Tâm làm gì vậy Tâm? Tâm xếp đồ. Chị hai xếp rồi mà. Chị hai xếp xấu, Tâm xếp lại. Hôm nay dám chơi từ xếp xấu nè. Có cần chị hai phụ không? Không. Thôi đi, tối rồi. Thiện, tắt máy đi ngủ. Thôi, hôm nay vui quá, muốn chơi nữa. Vui á. Chị hai cũng vui nữa. Tâm cũng vui nữa. Tâm vui không? Chẳng cái gì hết chứ. Trời chị ơi. Anh chị đâu rồi? Chị hai đâu rồi? Thôi. Người ta nói á là an cư rồi mới lạc nghiệp. Từ khi chị em mình lên Sài Gòn tới giờ toàn ở nhà thuê nhà mướn không à. Hôm nay mới có căn nhà thật sự để ở. Vui ha? Dạ. Thôi chị đi nghỉ ngơi sớm đi. Để em phụ với Tâm dọn rồi xong em đi ngủ luôn á. Buồn ngủ à. Thôi để chị hai dọn cho nó lẹ. Hai đứa vô ngủ đi. Dẫn đi vô ngủ đi. Đây đưa chị hai. Đây mẹ Tâm đi vô ngủ. Tâm quậy quậy quá. Đi ngủ nha. Quậy quá, quậy hoài à. Trời ơi, nó cột mỏ còn dịch lại nè. Hay đó. Anh Bảo hả? Có gì không em? Em cảm ơn anh. Thật sự là em hạnh phúc lắm. Em đừng có cảm ơn. Nghe xa lạ quá. Anh yêu em mà. Tại sao cả một tuần lễ cậu bỏ đi du hí là sao? Làm nhiệm vụ mà anh. Đi chơi mà nói đi công chuyện hả?
em đi làm nhiệm vụ của anh giao. Bây giờ trong tay em đã có 15% cổ phần của công ty Đức Bảo. Cậu khá lắm. Vậy mà tôi cứ tưởng công việc anh giao thì em phải làm cho tốt chứ. Em xin lỗi. Alo. Tôi muốn gặp anh để bàn chuyện tài chính của công ty. Gì gấp vậy? Tôi mới về mà. Tôi biết là anh đang nghỉ phép, nhưng mà nghỉ phép trong thời gian nhạy cảm như vậy là hơi làm cho người ta suy nghĩ đó. Cậu nói dễ mất lòng nhau quá. Ừ, sẽ còn mất lòng hơn nữa đó. Bây giờ tôi đang bận rồi. Có gì thì ngày mai gặp anh trong cuộc họp hội đồng quản trị. Đằng nào thì ngày mai mình cũng gặp mà. Anh đi đâu mà mất tiêu vậy? Tôi tìm anh khó quá. Đi đâu tôi nghĩ đó là chuyện riêng của tôi chứ. Tôi không biết là từ khi nào mà công ty mình nó có cái quyền xâm phạm vô cái đời tư của người khác vậy ta. Ok, ngày mai gặp. Đừng có vắng mặt nha. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao gian lao không đổi thay lớn lên con nghèo. Ta 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 ta. Các bạn nhà không gì em? Vi phải không? Dạ em Vi nè. Ngồi đi chị. Chị bạn gái anh Bảo mà em gì. Ê, quên. Đây, mời uống nước. Cảm ơn anh. Xin giới thiệu, đây là con trai của bác Ba. Dạ em bác biết ba rồi. Bác Ba đã đi xa, tôi đại diện nói chuyện với Vi. Mời Vi ngồi. Ủa, Vi ngồi rồi, thôi tôi ngồi. Có gì không? Vi tới đây có gì không? Em tìm bác Ba. Tìm bác Ba hả? Đi công chuyện chút rồi. Nói Vi nghe nè, Vi là bạn gái của anh Bảo đúng không? Nếu mà Vi thích á, Vi nói đi, để tôi nói vài tiếng tốt về Vi cho anh Bảo. Thiệt, cái đó có lợi lắm đó. Thôi Vi uống nước đi, thông cảm đi, nhà không có nước lạnh. Tại vì chưa mua tủ lạnh. Không biết sắp tới có ai tặng không. Thiệt, nhiều khi Vi tới đây Vi uống nước á, mà không có nước lạnh á, người khó chịu lắm. Không mấy Vi mua tủ lạnh đi, để ở đây rồi lâu lâu tới uống nước. Nói nghe nè, biết sao không? Cái nhà tôi á, cái mùa nóng nó nóng được lắm. Không mấy Vi mua máy lạnh, bỏ trong phòng á. Trời ơi, Vi tới đây vô trỏng nằm thoải mái luôn. Với lại Vi mua thêm cái dàn karaoke được không? Tới đây hát cho vui. Để tôi hát, tôi chống chọi với lại mấy thằng ở bên xóm này nè. Nó chê tôi hát dở hoài. Mà tôi hát hay chứ bộ. Dạ. Ủa, Vi, con mới tới hả? Dạ, con chào bác. Chị dâu, chị dâu. Rót nước chị dâu uống chưa? Rót rồi, mà má biết sao không? Nhà mình không có tủ lạnh. Vi không quen uống nước trà. Ủa vậy hả? Mình có tủ lạnh má ha. Có tủ lạnh uống nước nó mát. Mày kỳ quá. Thiệt chứ bộ. Nói năng cho nó tế nhị một chút. Con nói vậy á, Vi nó tưởng đâu là mày biểu nó kêu nó mua tủ lạnh. Rồi nó nói là mình đào mỏ nó làm sao. Con có nói đâu, khi nào mà con nói à chị Vi ơi, mua cho em một cái màn hình phẳng trà bá lửa để ở đây nè. Mà con có nói đâu, đúng không? Nãy giờ con nói gì đâu ha chị ha. Dạ. Đó. Má nói con nghe nè. Con là bạn gái của thằng Bảo đúng không? Chị dâu con nó. Thì coi như là người nhà rồi. Vậy con không cần phải nói gì hết. Để cho nó tự nhiên đi vòng vòng trong nhà mình nó coi. Rồi nó thấy mình thiếu cái gì á, nó tự động nó mua. Dạ. Đúng không? Dạ. Nó tự nguyện nó mua chứ bây giờ mình nói ra, đâm ra nó kỳ, hiểu không? Dạ. Vậy đi. Dạ thưa bác. Hả? Bác nói đúng không? Dạ. Không phải con không muốn mua cho nhà của anh Bảo. Mà tại hôm nay con ra đường đem có chút xíu tiền à. Không sao con. Cái này là bất ngờ. Bây giờ là có bao nhiêu mình tính bấy nhiêu. Còn hả, lần tới mà mình biết trước rồi đó, con chuẩn bị sẵn đi, tới chuyện đó là tính. Chơi nhiều chơi nhiều. Vậy đi. Rồi vậy con gửi bác. Cảm ơn nghe. Dạ. Dạ. Có nhiêu đây à? Dạ thì bác ra chợ bác mua ít mồi cho bác trai á mà. Rồi bữa sau con ghé rồi tính tiếp. Bữa sau tính hen. Bữa sau tính. Thưa bác con về. Thưa anh em về. Dạ chào chị. Chị giao về mình giỏi nha. Trời ơi, nghĩ sao nó nhìn cái mặt tao bần tiện lắm hay sao nó đưa tao 200. Ngu thiệt, tự nhiên đâm đầu vô làm chi. Cái nhà này làm như mình mỏ vàng không bằng. Tối ngày đào mỏ. Còn lâu đi ha.
Chào, chào chị. Chị muốn mua gì ạ? À? Dạ em muốn gặp chị Phương. Tôi là Phương đây. Dạ. Em chào chị. Dạ em ở bên công ty tổ chức các sự kiện. Bên trung tâm văn hóa Việt Nhật có giới thiệu chị với em. Em muốn mời chị cắm hoa trực tiếp cho công ty của chúng em luôn ạ. À. Chị có thể nói rõ ràng để em hình dung công việc được không? Dạ bên chúng em muốn ký hợp đồng lâu dài với chị ạ. À. Và shop hoa tươi sẽ là nơi cung cấp hoa trực tiếp. Và chị là người thi công cắm hoa. À, vậy là có nghĩa chị muốn bao trọn gói đúng không? Dạ đúng rồi. Giá bao nhiêu vậy chị? Nếu mà ký hợp đồng lâu dài thì bây giờ mình không thể nào tính được. Tại vì giá hoa nó cũng lên xuống theo thời giá đó. À. Nếu được thì mình hợp tác với nhau thì có thể là chúng ta sẽ ký cái bản hợp đồng ghi nhớ thôi. Trong đó là em sẽ ghi tiền công cắm hoa cho bao nhiêu cái sự kiện trong một năm. Còn tiền hoa thì sẽ bổ sung sau theo thời giá. Vậy nếu như giá hoa tăng quá cao trong ngày Tết thì sao hả chị? Sẽ không có cao quá đâu. Tại vì Sài Gòn mình cũng có nhiều shop hoa mà. Nếu mà chị không tin tưởng giá cả ở đây thì chị có thể đi tham khảo hoặc là so sánh cũng được. Nhưng mà dạ, chị yên tâm một điều đi, shop hoa Thảo Bình của tụi em uy tín lắm. Uy tín đó là hoa tươi nè, mà rẻ nữa. Dạ đúng rồi đó chị. Chị dạ, nhìn chủ tiệm như thế nào thì chị biết cái cách làm việc nó chuyên nghiệp và uy tín như thế đó. Dạ, dạ. Đây là anh Thảo Bình. Dạ Bình chào chị. Nice chào to anh. Meet you. À, đau quá. Chị yên tâm đi là thế giới hoa tươi của tụi em là luôn luôn giao hoa cho khách đúng thời điểm và rất là rẻ và rất là tươi và tươi với em đó. Dạ. Nhất là bé Phương nữa, đúng không? Nếu như mà bé Phương nó không cắm hoa đẹp, không cắm hoa giỏi thì sao người ta nhờ chị tới đây mình nó cắm hoa phải không chị? Dạ đúng rồi. Chị cứ yên tâm, hết sức là yên tâm. Vậy ngày mai chúng tôi sẽ mang hợp đồng sang đây để ký với các bạn. Dạ dạ, được được. Ký dạ, liền tay chị, ký là liền tay. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Chị có thể gọi điện thoại tới tiệm hoa trước cũng được. Dạ rồi, dạ. Dạ em ba chị đi mình giỏi nha, chỗ áo đang đẹp phải sợ có cái bông nữa kìa, thương ghê vậy đó. Bé cưng, trời ơi hết hồn. Thấy cái mặt bắt căng lên, trời ơi anh tưởng bác làm khó làm dễ em không á. Vậy không à, khách hàng mà. Công nhận, càng ngày càng lên tay nha Phương. Bây giờ khách vô á, trời ơi anh cảm giác giống như là cái tiệm hoa này là của em chứ phải của anh á. Thảo Bình nói vậy. Ê, ê trời, trời ơi, xin cho cái mặt người ta rồi. Xin lỗi em. Thấy em có khả năng về sale á nha. Sale là cái gì? Trời ơi bà kinh doanh đó bà. Bán hàng đó. Thiệt á. Trời ơi Thảo Bình chọc em hoài. Trời, em ơi bây giờ mình làm đi em ơi. Bây giờ hả là ngày xưa là bây giờ mình chỉ bán hoa lẻ thôi. Mình nhận cái hoa lẻ thôi, bây giờ mình làm hợp đồng. Mình phải liên kết với những công ty, những tập đoàn, với lại một cái chuỗi hạt, những cái sự kiện, những cái event, những cái professional, rồi những cái regional, ai biết. Em phải làm nhiều lên để kiếm tiền trả cho anh Bảo nữa. Nhỏ này cứ dậy hoài, nó tối ngày nó coi nợ đó không à. Nhà là nhà có chung, nợ đâu mà nợ. Đâu có đâu. Nhà thì anh Bảo có nhà riêng rồi. Anh mua cái nhà đó là cho chị em mà. Em phải tranh thủ kiếm tiền trả lại cho ảnh chứ. Ngộ ghê không? Thì cái nhà nó mua cho mình là tự nhiên coi cái cục nợ trả bởi con nghệ sĩ diễn sợ. Tôi nói rồi, cái con nghệ sĩ diễn. Bình thường đi em. Ở đời, tự trọng là quan trọng, đúng không? Cần phải có tự trọng để sống. Nhưng tự trọng thái quá nó sẽ đâm ra là xa cách. Không phải đâu, em thấy anh Bảo tốt với em vậy rồi. Nếu mà cứ lợi dụng lòng tốt của anh vậy là không có nên. Em làm không có được. Giờ sao, giờ cứ nói về rồi sao. Cái tin không? Tôi nói rồi, quá tự trọng là khách sáo, là xa cách chứ không phải là tình yêu. Cuộc họp hôm nay có rất nhiều vấn đề để bàn. Trước hết tôi xin hỏi anh Tuấn, tại sao có hàng loạt báo cáo giả về tình hình tài chính của công ty? Anh nói vậy là ý gì? Giả là giả là sao? Công ty hoạt động không hề thua lỗ. Tại sao có hàng loạt chứng từ báo cáo công ty lỗ trong một thời gian dài? Tôi không biết dựa vào đâu mà anh nói công ty lãi. Thời gian đó anh bị mất tích, đôi khi trở về anh bị mất trí. Bác Đức thì bị bệnh nặng và mất đi. Công ty gặp quá nhiều biến động. Nó giống như là con tàu lủng lỗ, càng trám nó càng bị lủng thêm. Thì tôi cũng chỉ có thể trèo chống trong giới hạn của tôi thôi chứ. Thôi, chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Cậu Tuấn thông qua tôi rồi. Có gì thì tôi với cậu Tuấn sẽ giải thích riêng với cậu Bảo. Bây giờ cậu Bảo còn thắc mắc gì nữa không? Còn những khúc mắc liên quan tới thu chi không rõ ràng của anh giải thích làm sao anh Tuấn? Anh Bảo à, tôi nghĩ là không nên nêu cái vấn đề cá nhân của tôi để mà nói ra ở đây. Được rồi, tôi sẽ trình bày với anh từng vụ việc cụ thể bằng văn bản sau. Còn gì lẽ nữa?
tại sao dì rút quá nhiều tiền nhiều đợt trong giai đoạn công ty gặp biến cố về nhân sự chủ chốt? Anh Bảo, chúng ta không nên nêu bất cứ một cái vấn đề cá nhân để mà nói ra ở đây. Ở đây chúng ta chỉ nên bàn về chiến lược phát triển chung của công ty thôi. Tôi đồng ý. Vấn đề quan trọng và cơ bản nhất của ngày hôm nay đó là việc công bố chủ tịch hội đồng quản trị mới của công ty. Tôi xin thông báo cho tất cả mọi người, hiện nay tôi đã mua thêm 15% cổ phần do cô Mỹ Lệ bán, và coi như là tôi đã nắm 55% cổ phần của công ty Đức Bảo trong tay. Vậy là sao? Cái lịch sắp tới của mình sao vậy, thưa chủ tịch? Dì Lệ, tại sao dì làm vậy? Bảo muốn nói chuyện gì? Nếu là chuyện rút tiền nhiều lần ở công ty thì chính tôi cũng đang muốn hỏi Bảo đây. Đây là tài liệu tôi có được sau đợt kiểm toán tài chính, dì coi đi. Láo, tôi không hề rút lần nào trong những khoản tiền này. Tất cả đều là tiền mặt, có chứng từ rõ ràng, dì nói gì nữa? Ai đã ký những giấy tờ đó? Dì coi đi. Đây là chữ ký của Tuấn, nhưng tại sao lại đóng dấu tên tôi? Kế toán làm ăn kiểu gì kỳ vậy? Kế toán là do dì và Tuấn tuyển vào sau khi đuổi dân đi. Bây giờ dì còn nói gì nữa? Được rồi, tôi sẽ nói chuyện lại với Tuấn. Bảo còn chuyện gì nữa không? Chuyện cổ phần của công ty. Tại sao dì làm vậy? Hả? Dì có ghét tôi, dì cũng không được quyền làm như vậy. Bởi vì đây là công sức của ba tôi, là đức bảo của ba tôi. Tôi... chuyện đó... Tại vì lúc đó tôi thực sự đang rất cần tiền. Tôi nghĩ Bảo không có điều kiện để mua lại, mà ông Hoàng lại đang hỏi, cho nên tôi... Xài cái gì dữ vậy? Dì rút bao nhiêu tiền của công ty, bây giờ bán 15% cổ phần vẫn chưa xài đủ hả? Dì sống với Tuấn thiếu thốn như vậy hả? Không phải như vậy. Dì phản bội ba tôi để có một cuộc sống thiếu thốn như vậy sao? Hả? Đó là cái gì cần, đúng không? Đúng không? Bảo thôi đi, đây là chuyện riêng của tôi. Nếu không còn gì nữa, tôi đi đây. Đứng lại! Còn chuyện gì chút giả? Từ lúc chú Phước tới nhà dì tới giờ, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giải quyết gì hết. Bây giờ sao? Hay là tôi đưa dì ra pháp luật để tôi đỡ nặng đầu? Hả? Dì Lệ! Dì Lệ! Dì Lệ! Dì Lệ! Có ai đây không? Dì Lệ! Dì Lệ! Anh trả lời em đi, tại sao anh ký tên rồi lấy con dấu của em đóng vô phiếu chi để rút tiền nhiều lần là sao? Tại lúc đó anh cần tiền quá, chứ là anh nghĩ mình là vợ chồng rồi nên... Anh cần tiền để làm gì? Thì cho mấy cái vụ làm ăn của anh đó. Em tưởng là anh bằng lòng yên ổn với cái chức vụ tổng giám đốc làm thuê cho công ty Đức Bảo lắm hả? Không có đâu, anh muốn lớn hơn nữa kìa. Anh còn muốn làm gì hơn nữa chứ? Anh phải là ông Đức trước đây, hoặc là ông Hoàng. Trong tay anh phải có một công ty vững mạnh phát triển, em hiểu không? Em không hiểu. Anh muốn làm mấy cái thứ lớn lao đó để làm cái gì? Em chỉ cần hai đứa mình sống bên nhau hạnh phúc là đủ rồi, anh hiểu chưa? Anh là thằng đàn ông, anh đã dấn thân vô thương trường rồi thì anh phải có danh có phận. Anh không muốn lúc nào mình cũng giống như là con cá nằm trên thớt á. Ai kêu nghỉ thì nghỉ, đi làm thì đi làm. Hễ mà anh có chút cơ hội kiếm chác làm ăn thì bị chất vấn soi mói. Đàn ông là cần phải như vậy sao? Bây giờ ông Hoàng đã là chủ tịch rồi thì tổng giám đốc đương nhiên là anh. Anh còn muốn cái gì nữa chứ? Tôi bỏ qua cái chuyện đó đi, nói tới chuyện của em kìa. Vì chút giả đó, em dính lậm lắm đó, thằng Bảo nó không có bỏ qua cho em đâu. Trời ơi, anh có biết là sáng nay ở công ty em đã phải giả bộ xỉu để tìm kế quán binh. Bây giờ mà thằng Bảo nó làm tới luôn á là em không biết phải làm sao nữa. Em đang hoang mang lắm đây nè, em đang sợ lắm anh biết không? Bây giờ anh phải cứu em đi, làm cách nào đó đi anh. Khó thiệt đấy. Khó cũng phải có cách chứ anh, chồng em thông minh lắm mà. Anh cứu em đi, anh nghĩ ra cách gì đó đi. Anh có cách này rồi,
Cách gì anh? Nhưng mà khó đó nha. Khó cũng được, khó em cũng làm. Anh nói đi, cách gì cũng được mà. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Có ai nhà không? Có ai nhà không? Hai thằng quỷ, trời ơi, phá nhà ta hả? Làm gì nhấn chuông liên tục rồi la lối ôm sòm vậy? À, rình mò chứ gì. Báo cho tụi bay biết nghe, kính cổng cao tường nhà có chó dữ đi liền chứ không thôi tới sau giờ. Nhà có thư. Nhà có thư. Vậy thật thơ bà ơi. Có thư á hả? Ừ. Đồ với má mày đó hả con? Báo cho tụi bay biết nghe. Nhìn cái tướng tụi bay mà phát thơ cái nỗi gì. Trời đất ơi, giống như ăn trộm vậy đó. Ông phát thư á là tao quen thân luôn đó. Đi liền đêm thôi, tao mở cổng rồi chó ra sực tụi bay hết à, cho báo biết. Ê, có thơ của vợ chí bảo. Thơ của ai? Thơ của vợ chí bảo. Tụi bay mở cái đó ra, tụi bay thụt lưỡi hay sao vậy hả? Để làm chi mà nói không hiểu gì trơn, vợ chí bảo đúng không? Đây có phải là nhà của vợ chí bảo không? Không lẽ nhà tao? Bà có chắc là tận tay ông vợ chí bảo không vậy? Bà là em bèm lắm nha. Ê, mày nói chuyện với người già vậy đó hả mày? Không đưa cho cậu bảo không lẽ tao nhai tao nuốt? Tôi hỏi lại một lần nữa, có phải là nhà của vợ chí bảo không? Cái thằng này chứ tôi mở cổng ra cho chó cắn mày bây giờ nè. Thôi đi đi. Trời ơi, tướng gì? Tướng gì mà phát thơ đó hả? Kệ cha tôi, bye bye. Đổ thứ ăn trộm. Ủa cái ông này phát thơ bộ ông bệnh hay sao mà ông đưa cho hai thằng quỷ này? Hỗn ào thất tác gì trời. Em nghĩ sao nếu như mà anh dùng chút thủ đoạn? Thủ đoạn hả? Không phải thủ đoạn, nhưng mà tức là nói rõ hơn là anh muốn dùng gì lệ để ép Tuấn. Em không hiểu lắm. Tức là anh muốn đòi hỏi gì hai người đó thì anh cũng chưa nghĩ ra, nhưng mà từ cái vụ di chúc giả thì hai người đó còn nợ anh rất nhiều. Anh vẫn chưa nói chuyện trực tiếp với hai người đó. Cho tới bây giờ hai người đó vẫn còn nợ anh luôn. Mà hôm bữa đặt vấn đề ra thì chị Lệ lăn ra xỉu. Bây giờ mình mà ép nữa thì cũng quá đáng. Nhưng mà em biết không, kiểu em biết là anh chịu nhiều thiệt thòi mất mát từ chuyện di chúc giả. Em tin là anh biết phải làm gì. Cảm ơn em đã tin. Nói thiệt là có những điều tôi không tin Tuấn. Chủ yếu là khuất tất trong việc tiền bạc, tài chính, hoa hồng, phết phẩy quá đáng trong việc làm ăn. Dạ, vậy ý bác là... Ý tôi là tôi muốn nhờ cháu làm tai mắt cho tôi, âm thầm kín đáo theo dõi Tuấn và mọi liên lạc thông qua Mai, thư ký riêng của tôi, bằng hình thức báo cáo hàng ngày. Đổi lại cháu sẽ nhận được thêm tiền bồi dưỡng. Dạ, nhưng... Cháu sợ gì? Dạ, dù sao cháu cũng đã làm việc chung với anh Tuấn từ khá lâu rồi. Từ thời của bác Đức Lận qua tới anh Bảo, tới nay thì... Cháu sợ bị đuổi việc à? Dạ không, chuyện đó thì chỉ một phần thôi. Chuyện chính ở đây là... Cháu không phải nghĩ ngợi gì hết. Công ty trả lương cho cháu, chứ không phải thằng Tuấn trả lương. Cháu ăn cây nào, cháu phải rào cây đó, đúng không? Dạ, ý bác đã vậy thì... Được rồi, đi làm việc đi. Dạ chào bác, thôi sớm em đi. Phi hả? Dạ con nghe đây dì Lệ. Tới nhà dì chơi với dì đi. Bây giờ hả dì? Ờ, tới liền đi. Vui lắm, dì có chuyện này về bảo vui lắm, hay lắm. Ok, con tới liền. Ờ, tới liền nha. Dạ. Tám. Ừ. Thưa Tám, con mới qua. Ờ, con có cái thơ Tám để trong phòng khách á. Của con hả? Chứ không lẽ của tôi, cái cậu này. Tám đọc chưa? Người lịch sử mà. Tám đang tưới cây hả? Ừ, Tám đang tưới cây con.
cần con phụ không? Thôi, công việc hàng ngày của Tám mà, vô trỏng chơi với nó đi con. Dạ. Có chuyện gì vậy anh? Từ trung tâm xét nghiệm ADN. Kết quả ăn sao vậy? Anh với ông bà có quan hệ huyết thống cha con. Trời, mừng quá à. Để em đi chợ mua cái gì về ăn mừng nha. Thôi không cần phải mua cái gì hết. Nhưng mà mình phải ăn mừng chứ. Ăn mừng cái gì? Thôi được rồi, anh biết được rồi. Cái anh gì cái gì ăn mừng? Cái gì mà hai đứa vui dữ vậy nè? 88. Hả? Ông ba là cha ruột của anh Bảo á. Ủa thiệt vậy đó hả? Dạ thiệt. Đẹp. Ủa sao Tám không vui? À, cũng không có sao, tại Tám không được ưa mấy thành ra. Nhưng mà con nhìn được cha cũng mừng. Tại vì không có ưa nên Tám nói vậy đó. Không có gì. Là sao? Không ưa là sao Tám? Tám nói gì vậy? Hả? Đâu có gì. Ủa, hôm bữa đi thử người ta nói là 3 tuần người ta gửi kết quả mà đúng không? Ừ, ai biết. Đúng rồi, 3 tuần. Sao hôm nay có sớm vậy mà còn gửi tới tận nhà nữa? Chắc là người ta xét nghiệm sớm á. Vậy là vui rồi. Thiệt là không cần ăn mừng hả? Không. Dì Lệ. Tập thể dục đi. Tập thể dục 1, 2. Tập thể dục. Tập thể dục buổi sáng nè. Tập thể dục buổi sáng nè. Tập thể dục buổi sáng. Dì Lệ ơi, có sức khỏe rồi. Dì bị sao vậy? Có sức khỏe rồi, bay đi. Bay đi, bay đi. Bay ra biển, bay ra đại dương. Con chim bay ra đại dương. Bay lên, bay đi. Bay lên, bay ra đại dương nè. Bay đi, bay đi, bay. Bay ra đại dương luôn, bay ra đại dương, bay ra. Bay đi, con chim bay đi. Bay đi, đi qua đây. Qua đây bay nè. Oh, chim bay, chim bay, chim bay. Chim bay đi, bay đi. Trời mưa rồi, bay đi, lẹ lên. Mua bay, bay đi, bay đi. Dì Lệ ơi, dì phải không ra đi. Dì làm gì vậy? Bay đi, thả con ra. Bay đi mà, bay đi mà. Dì bị điên hả? Mày là ai? Mày là ai vậy? Mày là ai? Mày vô nhà tao. Mày vô nhà tao, mày giật chồng tao đúng không? Mày giật chồng tao đúng không? Của em chết. Nè, nè, sao vậy? Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Làm cái gì vậy? Đây là Vi mà. Bình tĩnh, bình tĩnh nè. Đây nè. Xin lỗi Vi nha. Bà bị điên rồi kìa. Trời ơi, trước đây á, Lệ thường như vậy lắm. Bà không nghĩ là Lệ có bệnh đâu. Trời ơi. Lệ. Nó giật chồng. Rồi, rồi, rồi. Anh biết rồi. Không có ai giật chồng hết. Trời, bây... trời ơi, bây giờ làm sao đây trời? Chim ba về tổ. Chị ba về tổ mà... Chị cho mới lớn. Chị mới lớn rồi. Biết rồi. Anh đưa, anh đưa chị đi bác sĩ đi anh. Có còn kịp không em? Anh sợ là không kịp đó. Thì kệ đi, cứ đưa đi. Còn đỡ hơn là bị như vậy. Uống thuốc nha. Đi 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 đi. Đi 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 anh đi. Đi ba về tổ đi. Ừ ừ rồi rồi đi đi. Ba về tổ nha. Rồi rồi. Ba về tổ. Ừ Vy à. Ba về tổ. Em nói với ba em á, anh đưa Lệ đi khám bệnh nha. Không có qua gặp ba em như vậy được nha. Ba về tổ. Cứ giùm anh, cứ giùm anh nha. Đi đi anh nhanh lên. Ba về tổ nè, ba về tổ nè. Ba ơi, con Vi nè ba. Dì Lệ bị điên rồi ba ơi. Hồi nãy con tới nhà dì, dì tự nhiên nhảy vô cắn con quá trời luôn. Anh Tuấn mà không tới kịp là con chết chắc rồi. Mà bây giờ anh đưa dì đi bác sĩ rồi. Anh nói là không có tới gặp ba như hẹn được. Dạ. Dạ con biết rồi. Bye bye ba. Em Bảo hả? Em Vi nè. Anh nghe nè. Em mới về tới nhà của dì Lệ xong. Trời ơi, dì Lệ bị điên rồi anh ơi. Hồi nãy dì nhảy vô cắn em quá trời luôn. Em giỡn hả Vi? Em nói thiệt, dì cắn em nhiều lắm. Dì bị điên lắm rồi. Đừng có giỡn kiểu đó nha. Giỡn vậy ác lắm à. Trời ơi, em nói xài em chết liền đó. Anh đang ở đâu vậy? Anh tới đây đưa em về được không? Đang ở nhà.
anh sắp có nhà ông ba rồi. Ủa có kết quả rồi hả anh? Ừ, ông ba là cha ruột của anh. Em hay thiệt đó. Hồi nãy em giả bộ mà anh cứ tưởng thiệt không à. Vậy hả? Trời ơi, là bà đứng tim luôn à. Đi thiệt cho anh chết quá. Anh hả? Nhưng mà hồi nãy mạnh tay quá làm em đau quá nha. Anh xin lỗi em, anh phải làm như vậy thì cổ mới tin. Mà cổ tin á thì mấy người kia mới tin được chứ. Anh sau vụ này á, anh phải thưởng em một chuyến đi du lịch đó nha, để bù lại tất cả những khó khăn vất vả của em chứ bộ. Em muốn đi đâu cũng được á, anh cũng chịu em hết. Thiệt ha? Ừ. Alo. À, tôi mới nghe nói dì Lệ bị cổ bị nặng lắm. Giờ tôi đang đưa cổ vô bệnh viện nè, có gì nói chuyện sau nghe. Ừ, có gì tính sao. Vậy ha. Chuyện gì vậy anh? Vì nói dì Lệ bị điên. Cái gì? À, anh mới gọi điện cho Tuấn kiểm tra thì Tuấn xác nhận chuyện đó, đang đưa dì Lệ đi bệnh viện luôn á. Ủa gì kỳ vậy, mới ngày hôm qua mà. Ai biết trước được. Thiệt tình. Ê, có khi nào dĩ té rồi bị chấn thương sọ não không? Anh không biết nữa. Thôi cái chuyện đó mình tính sau đi. Bây giờ mình đi qua nhà ông ba coi thật hưng sao. Hôm qua ông chạy xe ông cán nhầm con rắn phải không? Rắn số mấy? Gì nữa mệt quá. Số con rắn nữa. Số mấy? Đừng bàn vụ đó mà mệt quá. Bàn vụ A, A, B, C, E, N gì kìa. Bây giờ bạn nè, thử coi nghe con em nói nè. Ừ. Nếu như cái vụ này mà nó trót lọt á là mình sẽ có tiền mình trang trải, mình trả nợ, trả nần. Mình phải tính là sau khi mình trả nợ xong là mình phải mua cái nhà ở Phú Mỹ Hưng, rồi mình mua một chiếc xe hơi. Để rồi mà mình còn tính. Anh Bảo đã tới rồi kìa. Anh Bảo. Ừ. Con trai của ông tới kìa, con trai ông tới. Sao rồi con? Ngồi anh, ngồi anh, ngồi anh. Ngồi anh. Ngồi con. Ngồi. Sao rồi cháu? Chị ngồi chị. Rót nước đi. Rót nước. Dạ. Con đã nhận được kết quả xét nghiệm. Sao anh? Bác là ba ruột của con. Đó. Hay. Đã nói hồi xưa ổng với bà Minh tò te là tôi biết, tôi làm chứng. Trời ơi, tại sao cha con mà giờ mới gặp mới biết nhau vậy, tại sao trời ơi. Ông ơi bình tĩnh ông. Bình tĩnh đi. Đau mày. Dạ, thưa bác. À, thưa ba. Đúng rồi. Ba. Con muốn đưa ba về nhà con mấy bữa để có chuyện cần trao đổi. Đi ba. Ông hai cha con nhận con. Đi. Dạ, con đưa ba đi rồi mấy hôm con đưa về lại. Đi luôn được không sao? Thằng quỷ. Dạ. Sao con? Được không? Con gửi gia đình con. Mấy em chút ít gọi là. Thôi anh cất đi, nhà em có rồi. Cảm ơn con nha. Dạ không có gì. Đi ba. Đi. Dạ con xin phép. Con. Dạ xin phép cả nhà. Điếm anh giỏi. Anh vợ anh hai. Bảo trọng. Đi. Tôi đi nghe mình. Chứ tôi nản nhà này lắm rồi. Đi ba. Đi. Ba hay. Gì vậy trời? Ủa sao bèo quá vậy? Trời ơi, thằng này nó giàu tiền lẻ không vậy? Sao nó keo quá vậy? Tưởng nhiêu đây mà tiền đô chứ. Con nhìn cái mặt là có chữ keo ở trên trán nó rồi. Em thấy vậy là nhiều lắm rồi. Anh tham lam quá. Im đi. Nhiều gì mà nhiều. Biết gì nói. Nhiêu đây là không có đủ cái tiền mà tao với hai thằng anh mày lo cái vụ mà xét nghiệm ABC. Nào là giấy tờ nè. Ừ. Công cán, xe cộ, xăng dầu nè. Rồi hả, lặn lội mấy ngày trời rình rập. Ừ. Nè soi mói, chiều chuyện tùm lum chuyện hết mới có, chứ mày tưởng vậy có tiền lắm hả? Ừ. Ủa mà tao nghĩ tao với mày dù gì cũng là anh em cùng cha khác mẹ với nó mà, sao nó không đưa tao với mày qua biệt thự nó ở mày?
Ê, còn cái vụ này nữa nghe. Nói gì nói chỉ có ba mày là ba nó thôi đúng không? Đúng. Còn má đâu có phải là cái gì đâu. Má là người dân. Mà hễ mà nó hên hên thì nó cho tao mấy đồng. Còn hễ xui thì nó không thèm dòm tới cái mặt tao, cũng đâu làm gì được nó ta. Thôi nhưng mà theo em thì mình nói thiệt đi, lỡ mà ba bị phát hiện ra là phát hiện cái con quỷ này nó ăn mắm ăn muối mà nó nói chuyện xui xẻo không à. Mày đừng có mặt đẹp không à, mở miệng ra là vô duyên à. Cứ mặt xuống đi mày. Bây giờ vậy nè. Sao má? Nó đưa nhiêu đây? Rồi. Mình có nhiêu đây? Xài trước nhiêu đây. Đúng. Đến rồi đó, nhớ cẩn thận nha. Ngồi chơi. Ba có đói bụng thì nó ba Tám làm đồ ăn. Cô lên phòng cô lấy chút đồ cho ba. Ba uống nước đi bác. Dạ bác. Ba uống nước. Con đi đi. Dạ. Con xin phép bác. Nè, nhầm lại. Tôi bóp cổ ông liền đó. Ông mà phun ra một cái tôi bóp cổ bây giờ đó hả? Có gì phun? Nhà người ta sạch đóng vậy mà định phun ra hả? Lẻo lự. Trời ơi, bà nói chuyện với ai vậy? Với ông với chứ ai. Bà biết tôi là ai không? Ai vậy? Ba của thằng Bảo. Mà Bảo chủ nhà này có nghĩa là tôi là ba của ông chủ. Bà nói ai vậy? Vậy hả? Nhìn lại thân mình đi. Tôi chưa ăn cơm chứ phải ăn cơm rồi chắc tôi ói quá. Sao vậy? Nói cái giọng đó tôi cho ông biết nghe. Cậu Bảo còn chưa nói với tôi cái giọng đó chứ đừng nói về ông nghe cho. Vô duyên, tự nhiên cười à. Đâu có, cười làm quen. Nói nghe nè. Có gì ăn không? Ngoài đường thiếu gì? Tôi muốn ăn ở đây nè được không? Thằng Bảo nó nói mỗi lần ba đói bụng thì cứ kêu Tám. Tại sao nói nãy giờ rác khẩu mà không chịu đi làm? Ăn thì xuống bếp mà ăn chứ không lẽ ăn ở đây. Ngồi đây ăn này được không? Dạ. Ông chủ ra lệnh hả? Muốn ăn tại đây chứ gì? Ừ. Dạ. Ông chủ chờ chút nha. Ừ, vậy mới được không? Cho mày chết cha mày nè. Chết cha ai? Nè, tôi cho bà chết cha luôn nè. Đưa dép ở nhà nè, cho bà lắc bà lao bà chết luôn nè. Nè nè, dơ nè, chôn vô ghế luôn nè, cho bà dơ bà chết nè, đó, dơ. Đây nè, dơ nè. Nè. Dơ. Bà dằn mặt ai vậy bà Tám? Bà dằn mặt ai vậy? Bà đem cho tôi ăn hay bà đem cho thú ăn mà bà dằn mặt vậy? Tự hiểu đi hen. Còn này đâu lẹ vậy? Đồ cũ phải không? Hâm lại. Trời ơi là trời ơi. Chết rồi. Tôi nói cho bà nghe nè. Tôi hiện giờ đâu phải như ngày xưa nữa. Tôi hiện giờ là phải ăn đồ mới. Hiểu không? Ba của ông chủ phải ăn đồ mới. Không ăn đồ dư như vậy. Biết chưa? Ê cái trà già. Chịu hết nổi rồi nghe chưa? Ngán. Chịu hết nổi rồi nghe chưa? Nhìn lại mình đi hen. Trời đất ơi, biết thân biết phận chút xíu đây. Nếu mà không có cậu Bảo á thì đừng có hòng bước chân vô cái cửa này chứ đừng nói vô đây, nghe chưa? Nếu không có thằng Bảo tôi cũng đâu có vô đây. Ai kêu vô hả? Tôi thích vô. Sao giống như là ăn xin ở ngoài đường còn tệ hơn. Giờ ở đàn con đúng đỡ nần tứ văn mà bày đặt cảnh trẻ. Thôi nghe bà nói cái gì thì được chứ nãy giờ bà sỉ nhục cái này thì tôi không chịu nghe. Sao? Cái này giật ngoài thân thôi. Chỉ cần ngày mai mua bộ đồ mới nó sẽ khác ngay. Khác ngay hả? Quan trọng là Nhớ đi. Nhớ cái gốc tích mình đi. Lý do gì bị đuổi. Nhớ đi. Tôi không có bị đuổi, tôi tự nguyện tôi đi. Tự nguyện hả?
Nói cho biết nghe chưa ha, vô đây là phải an phận nghe, đừng làm kiểu ông chủ với tôi nghe, gốc tới tôi quá rành nghe chưa, đừng có chảnh nghe, nhớ đó. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tôi sẽ kêu thằng Bảo đuổi bà gấp ngày nay. Bà chờ tôi nè. Ăn đã, đói quá. Nuốt vô. Trời ơi, cay quá trời ơi. Anh thấy sao hả? Anh thấy nó sao sao á. Nhưng mà chắc là không có gì đâu. Có khi nào tại mình nhạy cảm quá không? Hay là mình thử lần nữa đi. Nhưng mà thử sao giờ? Không biết. Em có kẹp tóc không? Có. Cho mượn đi. Nhanh lên, nhanh lên. Cài được không? Được, cái gì cũng được hết á. Cái này có đính hột rồi, mới quá. Còn cái nào khác không? Này nè. Thôi hai cái này được rồi, đi xuống, nhanh lên, nhanh lên. Hả? Gần ở bình nước vẫn còn cay à, bà quỷ giả ác à. Đâu biết mình ăn cao được không chơi vậy à. Ủa ba sao vậy ba? Ba nhớ má con rồi ba buồn quá. Dạ. Về cái nhà này cái tự nhiên ba nhớ kỷ niệm quá. Dạ. Ba có nhớ cái này của ai không? Của má con. Cái này hồi xưa ba thương má con lắm á, trời, ba tặng má con á. Cây lược này nè, cây lược này hồi xưa má con cài nè. Ba mua kỹ lắm, má con tóc dài lắm, má con cài. Ba mua lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi. Giờ nhìn này ba nhớ ghê luôn. Ba nhớ má con quá. Mà lúc ba mua là má con còn tóc dài hay tóc ngắn? Lúc đó má con tóc dài lắm, má con cài nè. Rồi sau đó má con giận đứt, má con cắt tóc ngắn, má con không xài nữa. Nhìn này ba nhớ má con quá. Sao chưa mắt gì đâu. Bà ơi, tôi nhớ bà quá bà. Còn cái này thì má con có xài không? Cái này có luôn. Má con kẹp ở trên đây nè. Trời ơi, cái này ba nhớ kỹ lắm. Là sử dụng hai cái một lần luôn ha. Ừ, hai cái luôn á, ba nhớ kỹ lắm á con. Tình thương của ba đối với mẹ con thiệt là nhiều luôn á. Trời đất ơi. Ba, dạ. Ba nhớ mẹ con quá. Dạ vậy thôi. Ba nghỉ ngơi đi. Ba thôi ba đừng có xúc động nữa. Ba nghỉ ngơi đi. Nghỉ đâu? Thôi để ba nằm tạm đây nghe. Sao mà buồn quá, bà nằm đây bà nhớ kỷ niệm. Trời ơi, tại sao chia cách tình tôi. Trời ơi. Ba cho con mượn cái kỷ vật của má. Này hả? Dạ. Ừ, cũng giữ đi. Để bà cầm đó, bà ngồi bà khóc nữa, bà chịu không nổi. Trời. Cài quá trời ơi. Hôm đi ăn trộm nên giờ này mới ngủ nè.
Mấy người để em đi ăn trộm về đây mới ngủ. Con quỷ già, đồ ác đâu? Thôi ngủ đi. Thấy chưa, anh nói mà. Cái gì mà? Trời đất ơi, làm gì vậy? Sao thắm lên tiếng? Anh nghĩ đâu là có đó mà. Nghi nghi cái gì? Hai đứa bay mấy kỳ đó, tự nhiên hỏi ổng tùm lum hết trơn à. Tại vì con thấy lạ con mới hỏi. Mà Tám không thấy lạ hả? Lạ gì? Mấy cái đồ này là con mượn của Phương. Mà khi con đưa ra thì ba nói là của má. Không lẽ Phương má mày? Bậy bạ. Hả? Em nói rồi, mấy cái này nhiều người xài lắm. Có khi nào là trùng hợp đúng không Tám? Đúng Tám. Tám coi nè. Tám không hiểu luôn nha. Không hiểu làm sao mà hồi đó của Minh cổ vậy đó. Vậy là sao? Là vậy đó. Là vậy đó là sao? Tám nói đi. Là có bảo đó. Mà Tám là Tám không ưa. Không ưa cha này lâu lắm rồi. Không ưa hồi đó chứ không phải bây giờ đâu. Nghi là đúng đó. Thấy chưa? Đâu phải con mình anh. Tám cũng nghi mà. Nhưng mà ngặt bây giờ á, xét nghiệm đã có rồi. Giấy trắng mực đen rõ ràng như vậy rồi. Bây giờ tính sao? Giờ tính sao? Biết tính sao giờ Tám? Không biết. Không biết, đừng nhìn anh. Anh, coi kìa. Cái sọ không? Anh ráng đưa em ra khỏi đây lẹ lẹ nha. Em yên tâm đi, anh qua lại đây sớm mà. Đợi thêm vài bữa nữa đi, coi thằng Bảo nó có động tĩnh gì về tiền bạc hay là quá đơn giản ở công ty không. Ờ, có gì lúc đó mình xin điều trị ngoại trú. Ừ, sao cũng được hết trơn á, càng nhanh càng tốt. Ở đây em sợ quá à. Anh nhìn kìa. Ý. Ba à, ba thấy Phương sao? Thì ba thấy cũng tạm tạm thôi. Được được đó. Được, được là được làm sao? Ba thấy con bé gì kìa, con bé gì á. Dạ. Gì á, dễ thương lắm con. Ủa ba biết. Ai nữa? Con bé gì á, ba quên tên rồi. Là con chào bác. Ừ, trời ơi, mới nhắc tới liền không? Đây con bé này nè. Con tới chúc mừng hai cho con bác đoàn tụ với nhau. Con bởi vậy tới đây thăm bác với Bảo được rồi. Bày đặt đem quà cá làm chi cho nhiều dữ vậy con. Vậy thôi dạ. Vi ngồi chơi nha. Anh có việc ra sao tí? Ba ngồi chơi. Kỳ vậy? Ngồi đi chơi với ba đi. Thấy con gái mắc cỡ. Con qua thăm bác được rồi. Đem quà cá làm chi cho mắc công dữ vậy con. Chà. Con mua nhiều lắm đó bác. Quà này sao bác thấy thiếu thiếu gì con? À, có chứ bác. Như mọi khi. Có không? Đây nè. Bác thích con nhất là ở chỗ này. Mới gặp bác có 2-3 lần. Con hiểu tính bác ghê luôn. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ con mời bác uống dừa. Ừ, cảm ơn. Mà có gì đâu bác. Gì? Mới gặp bác lần đầu là con đã ngờ ngợ rồi. Bác với anh Bảo giống y chang nhau à. Ừ. Tốt bụng nè, vui vẻ nè. Đặc biệt. Mà anh Bảo cũng đẹp trai y chang như bác đó, vậy đó. Hay là cái chỗ đẹp trai đó, đúng không con? Che cái coi. Yeah. Vậy đi. Yeah. Uống nước dừa cái. Mời uống nước dừa. Nước dừa của Phương. Phương làm đó ba. Ờ, hàng chi? Dạ, Phương là... Ờ, mà vậy nè. Hai đứa nào là bồ con bác vậy? Ờ, còn bạn Thường thôi bác ơi. Thường thôi hả? Chị đó mới là bạn gái của ảnh đó bác. Trời, bạn gái mà ảnh thương quá người ta lắm đó bác. Mua nguyên căn nhà cho chị em người ta ở luôn. Mua nguyên một căn luôn? Dạ. Con tôi mua cho cô nguyên một căn nhà luôn. Bởi vậy bác thấy không, con thương ảnh mà ảnh đâu có thương con đâu. Ảnh đi thương người ta. Trời. Mà người ta lợi dụng ảnh đó bác. Bởi vậy. Cô nói cái gì vậy? Em nói cái gì vậy Vi? Con nói gì vậy con? Thì em nói có sai đâu. Nó sự thật chứ bộ. Sao đúng anh không quan tâm. Anh không cần em nói với cái giọng sách mé đó. Em đã nói với anh rồi anh không chịu nghe. Em à. Bây giờ. Thôi đi. Đừng có quan tâm tới chuyện của anh nữa. Bác coi kìa. Bác coi ảnh bên người ta kìa bác. Đâu có cho ai đụng vô đâu. Bác cũng bó tay rồi. Sao vậy Bảo? Dạ.
Con làm như vậy người ta sẽ nói mình bị giải gái. Người ta sẽ... Ba. Dạ con xin phép bác. Phương à, anh xin lỗi. Nhưng mà mình đâu có cấm được người ta nói vậy đâu em. Mình nói chuyện này sau nha. Nghe anh nói đã. Dạ, thưa bác con về. Nghe anh giải thích nè. Phương. Con ngồi đó làm cái gì nữa? Đi về đi. Bác ơi, anh đuổi con kìa bác. Đuổi con hả? Dạ. Con về đi. Còn cái món quà tân gia của em nữa. Nếu như nó làm người ta mù mắt thì có phải em ở tù không? Sao anh chắc cái đó là của em? Anh chắc chắn là của em. Em dám thề không? Dám thề không? Thề thì thề chứ. Đúng rồi, ngon, thề đi. Mà mắc gì em phải thề? Không thề thì đi về. Bác ơi, anh đuổi con hoài kìa bác. Ai biểu không chịu thề chứ, nó đuổi là phải rồi. Ba. Ba đâu nói gì đâu. Để cho cô về đi. Ba đâu có nếu kéo gì đâu. Còn đợi gì nữa? Ba. Dạ cái gì vậy con? Cái chuyện tình cảm của con á. Dạ. Nếu như ba không nói vô được thì ba đừng có xen vô nữa. Con yêu Phương. Ba nghe rõ chưa? Ba làm ơn ba hiểu giùm con nha ba. Nhưng con phải hiểu giùm ba. Ba có thể góp ý kiến chút xíu được không? Ba góp ý gì? Thì lúc nãy Vi có cho tiền ba không? Ừ? Có. Ba có lấy không? Ừ. Rồi sao nữa? Ba không có lấy. Rồi sao nữa? Nhắc tuổi ba. Chứ ba đâu có lấy đâu. Lần sau á. Ừ. Cậu có đưa tiền thì ba cũng đừng có nhận. Ba đâu có nhận. Cậu có nhét ba cũng đừng có lấy. Nhét thằng ba đâu có cưỡng lại được con. Vậy thì con sẽ may cái túi ba lại. Chết ba đó. Ba có nghe con nói rõ không? Vâng. Ba làm ơn nha. Mất mặt con lắm. Trời ơi, xin trời. Con xin lỗi. Ăn phô mai cho bớt buồn. Không ăn, không ăn em ăn. Buồn quá vậy, có gì? Nói đi, nói đi, nói đi em giải quyết cho. Nói đi, đừng có buồn nữa. Chị Hai. Thiện à, để chị yên được không? À, anh bảo em nói đi, anh giải quyết cho. Con nít con nói biết gì nó. Giống không, giống không? Để tóc này là giống luôn nè. Đồ con nít con nôi. Nít gì mà nít. Sắp có chân mình dần dần ngồi với đó mà nít. Lớn rồi đó. Lớn rồi đó. Ừ lớn rồi đó. Lớn, lớn quá hả. Chị đang buồn nè. Buồn tại gì? Vì người tình trong mộng của em á. Vì hả? Vụ gì nữa? Anh bảo chứ không lại trừng. Chờ chút nha. Thiện, khoan đã. Hả? Nói là chị không có nhà. Không có nhà. Không có nhà. Yên tâm đi anh nói đó. Ê quá quá quá, để chị đi vô. Chị Hai đâu? À, chị Hai dẫn em á là đừng nói chị Hai đang trốn trong này nè. Trong nào? À, trong này nè. Phương. Cái thằng này lọc bán đứng chị Hai hả? Chị dẫn sao? Em ơi nghe nói nè em. Nghe anh nói nè. Anh xin lỗi. Mặc dù không phải lỗi của anh. Không phải lỗi của anh xin lỗi làm gì? Thì tức là anh đuổi cổ về rồi. Mà biết tính cổ mà cổ thích mới làm. Làm mấy cái chuyện ngang ngược để cho chọc tức người ta thôi. Có cái gì đâu. Nhưng mà nếu mình không có gì, ta đâu có chuyện gì đâu để nói. Không, cái này em bậy nè. Ví dụ, anh ví dụ nha. Bây giờ người ta đang cố tình đánh vô cái điểm yếu của em. Em dễ giận. Em quá tự trọng. Đúng chưa? Tự nhiên bây giờ người ta giả bộ người ta chọc em tức em tự động cách xa anh. Bất chiến tự nhiên thành, thấy không? Cho nên em phải ở gần anh. Phải ở bên cạnh anh. Để cho bọn xấu nó không có thể nào chia cách đôi ta nữa, hiểu không? Cái gì anh cũng nói được hết. Anh dẻo miệng quá. Anh không những dẻo miệng mà còn dẻo môi nữa. Hiểu không? Thôi mà đừng giận anh nữa nha. Thiện, vui, thiện
Thôi, đừng có nói xạo nha, người ta nói xấu mình á. Đừng có nói xạo nha, nói là... Kéo đi. Opa ơi. Opa. Opa. Anh nhiêu hô. Opa. Trời ơi, tụi bay đi về giùm tao đi. Ồ, con tới rồi, Opa ơi. Opa. Đi về đi. Mở cửa. Opa không ra là con la ngang. Trời ơi, tụi bay lại đây chi vậy? Mở cửa. Cửa tao có khóa đâu mà mở. Vô. Ê. Ba. Hai bay lại đây chi vậy? Ba, sao bà ở nhà trà bá lửa vậy ba? Trong khi đó nhà mình như ổ kiến lửa. Ba cho con chút tiền đi để con về con xóa đói giùm nghèo nhà mình. Trời, ăn mặc đẹp quá vậy. Sao mang dép lào? Kệ tao. Nói nghe nè, mấy bữa nay má bệnh, bệnh dữ lắm. Bệnh dữ lắm ba ơi. Cho tiền tụi con mua thuốc. Trời ơi ba, bà bệnh, bà ngủ mà bà nhắc tên ba hoài à. Thiệt, tội nghiệp bà lắm ba, thiệt. Mày xạo lắm nè. Không có, thiệt. Thiệt má. Hai mày đi về đi, lỡ đây chi nữa. Trời ơi, tao thiệt là tức á. Bây giờ vậy nè, má mình đang bệnh đúng không? Bây giờ bà cho tụi con qua đây ở ké đi. Ở phía sau hè thôi, ngủ dưới đất cũng được. Xong đến khi nào mà ổn định á là bảo lãnh má qua luôn. Hai thằng mày tưởng ở đây là thiên đường hả? Thằng Bảo nó khó lắm á. Nó cắm tao xía vô chuyện tình yêu của nó nữa kìa. Trời ơi, ở nhà ông dữ lắm mà, sao qua đây hiền vậy? Tùy hoàn cảnh chứ. Thôi mệt quá, bây giờ cuối cùng á là bà có cho tiền tụi con hay không? Túng lại làm anh xin tiền đúng không? Ừ. Bây giờ ông cho bao nhiêu thì cho, miễn sao tôi có tiền tôi mua thuốc cho bà già thôi. Đúng rồi. Để mai mốt bà bị bệnh nặng bà có gì là ông mang cái tội tham sang phụ khó. Hai thằng mày không biết nó cho tao ăn không à, nó không cho tao tiền. Bây giờ có cho không? Không cho phải không? Giờ hai mày muốn ăn thì có ăn, còn tiền thì không có. Trời ơi, bà già bà bệnh. Bà bệnh ngang. Bà bệnh tội nghiệp bà lắm. Mày xạo, hở cái bà bệnh. Mày. Đó. Giấu thấy không? Từ, tao đưa mày. Nhanh đi ba. Nè thấy không, tao giấu dữ lắm mới được đó. Trời. Đi về mày. Lại đây làm chi? Tiền xong về. Nè ông nội, ngồi lấy một con đi ông nội. Lấy xe biển một con đi. Đi về đi. Ai vậy? Giúp việc của tao đó. Trời ơi. Ủa? Giúp việc sao mới người già vậy? Chứ mày muốn làm sao nữa mày? Giữ luôn nha. Ê. Tắm, đóng cửa. Tiện khách. Cùi bắp mà tưởng mình ông chủ. Bà nói ai cùi bắp vậy? Bà nói mày cho nó ai? Trời, nghĩ sao? Cùi bắp thiệt. Mày làm nhục tao quá mày. Ủa gì kỳ vậy? Kêu ra đóng cửa mà đi lên luôn hả? Tao kêu bà đóng cửa là đóng cái cửa phòng. Còn cái cửa này là tao đóng. Phải không? Hai trai về giùm con được chưa? Ủa vậy qua đây là ông chủ hay là qua đây là mô xin? Mà nhìn sao tao làm ô xin? Ai biết đâu thấy mặc đồ giống ông chủ. Mặc đồ này chắc mát lắm ha. Áo len, mùa hè mặc áo len. Thì tao cũng cảm giác nực. Thì lâu lâu mặc đồ làm được ông chủ, mặc đồ mới được không? Rồi. Giờ có về không? Đi về. Lấy tiền lại à? Về. Khi nào hết tiền tôi qua lại nha. Thôi ông nội đừng có qua hoài, tao mệt quá mày. Đi rồi. Để chữ túi. Cái xe thì gớm, đem gắn bông. Ôi trời, mày làm nhục tao ghê luôn. Về đi. Đi miếng rồi. Đi nghe ông ba. Sao rồi anh? Thằng bạn nó có động tĩnh gì không? Không lẽ em ở trong này hoài sao? Em hoài lắm rồi đó. Chắc em bị điên thiệt đó. Cái gì vậy? Thôi được rồi. Có sao không? Không. Nhưng mà em sợ lắm. Ngày nào cũng như ngày nào. Tụi nó muốn đánh em lúc nào đánh vậy á. Anh cũng sợ nè. Anh nhìn mặt em, cái anh nhìn qua cô kia thấy giống giống luôn á. Anh nói gì đó? Anh nói thiệt. Anh cũng sợ, yên tâm đi. Được rồi, anh sẽ tìm cách cho. Bây giờ mình điều trị ở khu cách ly được không? Khu cách ly hả? Ừ. Khu cách ly. Được á. Em cũng muốn vô đó nữa. Không. Sao anh vậy? Nghĩ chắc không được đâu. Tại vì khu cách ly á, là dành điều trị cho những người bị bệnh nặng. Còn bệnh của em thì bác sĩ người ta biết. Thì
trước mặt bác sĩ giả bộ được không? Giả bộ là bị bệnh nặng được không đó? Được, cái gì em cũng làm được hết trơn á. Thà chịu khó vậy để vô trọng còn hơn. Chứ ở ngoài này á, nguy hiểm thấy mồ luôn à. Không biết á, ngày nào sẽ có ăn mạng xảy ra với tụi này nữa. Vậy hả? Thấy ghê lắm. Đó đó, thấy chưa? Quen. Cảm ơn. Anh thấy anh cũng gần giống rồi đó. Sợ không? Anh sẽ tìm cách để thằng Bảo nó vô đây nó thăm em sớm. Nó thấy mấy cái cảnh này nè, biết đâu nó động lòng, nó không có thưa em ra tòa. Đúng rồi đó, lẹ lẹ nghe anh. Em chịu hết nổi rồi đó. Biết rồi, đau không? Thôi đi. Anh này. Mỹ Lệ bỗng nhiên nổi cơn điên, rồi bây giờ vô bệnh viện tâm thần nằm rồi. Đúng là đời lắm chuyện bất ngờ mà. Ở xóm nhà em cũng có một bà đó, chồng bà theo vợ bé, bà im lặng lâu ngày rồi phát điên luôn. Chị của em cũng bị té xong rồi tưng tưng, bây giờ chỉ làm cái gì cũng quên hết á, gia đình không dám cho chị ra ngoài một mình. Nè, có khi nào cô ấy giả điên không? Cũng có thể lắm chứ. Nhưng theo em nghĩ, nếu mà giả điên á thì không thể nào qua mặt bác sĩ được. Ừ, đúng, cô nói có lý đó. Mời vô. Xin phép sếp, em về phòng làm việc. Chào anh. À, Tuấn hả? Ngồi đi Tuấn. Sao thấy thiểu não quá vậy? Dạ, em tranh thủ tới đây để mà hoàn tất thủ tục bán cổ phần cho anh. Rồi là tranh thủ đi vô bệnh viện. Cậu thử kể cho tôi nghe kỹ xem cái chuyện mà Mỹ Lệ bị điên á. Thật tình em cũng không biết nữa anh. Tự nhiên rồi đang bình thường cái tự nhiên cái bộc phát lên, cái cười nói lung tung. Đã vậy thôi còn gào thét nữa, rồi cắn xé quần áo của người ta. Em không hiểu nổi luôn á. Nè, tôi hỏi thiệt cậu nghe, có khi nào cô cậu giả điên để tránh điều tra tài chính không? Anh nghĩ sao vậy anh? Em nói thiệt với anh á, em thà đối diện với lại nhân viên điều tra hay là công an còn hơn á. Bây giờ bệnh tình của cổ như vậy chắc em mệt quá. Tôi nói là nói vậy thôi. Xin lỗi cậu, chứ tôi tin cậu chứ. Sao mà không tin được. Thôi, con người ai cũng có duyên có phận, có số có phận. Cậu cũng đừng có than thở nữa, ráng cố gắng mà lo cho cô ấy. Đừng có bỏ cô ấy lúc này nghe chưa. Em đâu có tệ dữ vậy anh. Ừ. À, em xin lỗi anh. Alo. Dì Lệ nằm ở bệnh viện nào? Phòng mấy, giường số mấy? Tôi muốn tới thăm dì Lệ. Tôi mới ở đó về đây. Bây giờ cổ được đưa vô phòng cách ly rồi, bệnh viện tâm thần. Cậu muốn tới thăm thì cứ tới đi. Nhưng mà tôi nói trước nha, bác sĩ không có khuyến khích người nhà tới gần đâu đó. Cảm ơn, tôi sẽ thu xếp. Thôi, phải vậy thôi. Cậu phải cố gắng lên đó. Em hiểu mà, em đang cố đây nè. Ừ, con người ta mà, ai cũng có phước có phần hết á. Nhưng mà xét cho cùng á thì em cũng liên quan tới căn bệnh của cổ. Cũng lỗi của em. Chuyện gì vậy? Ở đây nói được không anh? Cậu nói đi. Dì Lệ bị cách ly trong bệnh viện rồi, không có thăm được đâu. Cách ly như vậy chắc là điên nặng dữ lắm rồi, phải không con? Con không nghĩ gì đâu. À mà đúng rồi, con đã hỏi Tuấn rồi, chắc là điên nặng mới bị cách ly, đúng không? Thấy chưa, Tám không nhanh tay á là chết rồi, thấy chưa? Thì bởi vì Tám hay. Hay Tám là số từ 1. Nhỏ tới lớn là vậy không đó. Con không nhớ gì chuyện hồi nhỏ nha. Con quên hết rồi, giờ con quên hết rồi. Không nhanh tay là mất cha rồi đó. Thì đúng chưa? Rồi. Ai đưa này cho Tám vậy? Tám nói rồi, hai người lạ quê là quá à. Lạ là sao? Lạ là không phải cái thằng cha cũ,
Cha cũ tới đây coi như mấy chục năm nay quen mặt là thân dữ lắm. Người ta làm mấy chục năm rồi thì bây giờ đổi người có gì đâu lạ. Cái này tới hai người. Hai người là tại vì người ta buồn, người ta đi hai người cho nó vui. Mà còn nữa, mang mắt kiến đen, bịt cái mặt lại. Giờ không biết đàn ông hay đàn bà luôn. Mang mắt kiến đen thì tại vì người ta bị đau mắt thì sao? Bịt mặt là bị sổ mũi. Tám thiệt tình mà sao bữa tám không nói con vụ này? Có à. Tám có nói là hai người đem cái này lại lạ quơ, lạ quách. Chỉ không có nói là mang mắt kiến đen và bịt mặt lại thôi. Ủa có chuyện gì không vậy? Thì nói xong con mới thấy là hơi bất bình thường. Đúng rồi, tám cũng suy nghĩ rồi. Đúng là cái chuyện mà hai người đi như vậy cũng bất bình thường à. Trời, trời ơi. Cái gì vậy tám? Sao nãy giờ không lao đi? Nãy giờ nói chuyện mà tám quên, để tám lấy khăn. Hai người. Alo, dạ có phải là trung tâm phân tích ADN đó không ạ? Dạ đúng rồi, anh cần gì? Dạ tôi muốn hỏi là nếu như mà tôi không có lên nhận được giấy thì trung tâm có gửi về tận nhà không ạ? Dạ có chứ anh, nhưng anh phải đăng ký dịch vụ trước và phải đóng tiền lệ phí nha.